Hello, xin chào Nam Sĩ anh em nha. Thì như đã hứa thì trong tuần này, hôm nay là thứ năm thì chuẩn bị mình đi rồi. Đáng ra là khuya khuya hôm qua đi rồi anh em ạ, cho nên là cái thằng mà đi chung với mình đó, thằng Hùng á, thì nó kêu là sáng thứ năm hôm nay nó bận, cho nên là khuya qua không có đi được, cho nên là dời vào khuya đêm nay. Bây giờ là hơn 10 giờ. Chắc khoảng tầm vài tiếng nữa, chắc khoảng 1 giờ 2 giờ sáng gì đó là mình sẽ bắt đầu mình đi. Đi đêm cho nó khỏe, cho đường nó vắng anh em ạ. Tại vì đi ban ngày thì nó kẹt xe, đi nó lâu lắm, cho nên là anh em mình quyết định đi đêm luôn. Tối hôm qua là 1 giờ sáng mình bắt đầu đi ngủ. Mình ngủ cho tới 2 giờ chiều ngày hôm nay mình mới dậy để mà mình lấy sức. Tối nay mình đạp, mình lái xe. Tính hai anh em tính là đi thành bưởi luôn. Nhưng mà thứ nhất là cái xe thành bưởi xưa giờ đi mình đi xe thành bưởi quen rồi, mình không có thích đi Phương Trang đó. Bây giờ thành bưởi thì nó ngưng hoạt động cho nên là không có xe để đi. Thứ hai là còn phải chở tùm lum đồ vô cho cu Lâm, nào là đồ đạc dụng cụ nó rồi đồ ăn. Mẹ mình nói chung là mẹ mình gói ghém đồ ăn lương thực rất là nhiều, 2 3 thùng xốp vậy đó, anh em. Đó, đem vô cho cu Lâm. Đồ đạc thì cũng soạn xong xuôi hết rồi, vứt trên xe hết rồi. Bây giờ đợi tới giờ là đi thôi. Chắc khoảng 1 giờ mình đi anh em ạ. Hey, Hồng đây. Hello mọi người, đi Hồng. Hello mọi người. Chắc cũng Để ấy. mic vô, để mic vô. Chắc phải mấy năm rồi mới xuất hiện lại với mọi người đúng không? Đó, thì những ai mà xem YouTube của mình lâu năm á, thì mới nhớ được thằng Hùng thôi. Đây, thằng Hùng mà anh em bà con với mình. Tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà mình phải gọi nó bằng anh em ạ. Có giờ mày gọi tao bằng anh không? Ok, thì bây giờ hiện tại bây giờ là 12 giờ 44, gần 1 giờ kém rồi. Bây giờ anh em mình mới xuất phát. Chắc khoảng tầm 7 8 giờ tới nơi anh em ơi. Môi mình, anh em đừng có để ý môi mình nha, mình đang bôi thuốc xương anh em ạ, cho nên là nó hơi bong bóng một xíu chứ không phải là mình bôi dưỡng son son bóng gì đâu nha. Đó. Bây giờ thì mới rời khỏi nhà khoảng 50 phút thôi. Chuẩn bị sổ đèo Mimosa để mà đi cao tốc xuống Đức Trọng. Đó thì sẵn đây, mình có một câu chuyện muốn kể cho anh em nghe. Đó là cái mà lần đầu tiên anh em, lần đầu tiên mình chạy xe xuống Sài Gòn. Tự chạy xe xuống xuống Sài Gòn. Thì cái hôm đó là mình đi với lại thằng Trường với lại thằng Gôn. Thì lúc mà qua ngày hôm sau á, tụi mình trên đường về á, thì vẫn ở trong phố, vẫn ở trong Sài Gòn, đang đi kiếm cái gì đó để mà ăn sáng xong rồi về. Thì có hỏi cái anh kia, anh chỉ cho cái tiệm hủ tiếu này rất là ngon luôn. Thì anh đọc địa chỉ rồi xong rồi anh em mình cũng bấm địa chỉ rồi chạy qua. Nhưng mà trên cái đường đi á, thì mình mới nhờ thằng Gold là search Google để mà tụi mình chạy tới chỗ đó. Nhưng mà thằng Gold đó anh em, mẹ thằng Gold đúng báo luôn anh em ạ. Nó search Google Map thì nó không chịu search mà nó lại đi mở cái bản đồ anh em ơi. Nó mở cái bản đồ trên điện thoại á, nó không có chịu search Google Map. Tại vì anh em biết sao không? Nếu mà search Google Map là Google nó sẽ chỉ cho mình là đường nào xe hơi chạy được, đường nào cấm xe hơi. Đó. Thì nó không chịu, nó mở bản đồ lên nó chỉ cho mình chạy anh em ạ. Bình thường thì mình cũng tự mở Google Maps mình chạy, nhưng mà do hôm đó là mình lười mới kêu thằng Gold nó mở lên. Trời ông mở bản đồ lên anh em ơi, cái chạy tới cái đường đó gọi tên là đường Nguyễn Văn Linh, mày biết đường đó không? Không, Nguyễn Văn Linh đó. Thì ở chỗ đó nó có rất là nhiều ngã, nhiều nhiều hướng, nhiều đường nha anh em, nhiều đường mà mình chạy mình không có để ý cái bảng nó có một cái bảng cấm quẹo phải đó, nó có một cái bảng cấm quẹo phải, mình lại không để ý thì mình lại quẹo vào. Xui sao là nhìn đường sau thấy bồ câu nó dí theo mình anh em ơi. Một anh bồ câu rất là đẹp trai, tướng ú như Doraemon vậy anh em đó. Anh bồ câu rất là dễ thương, dí theo mình, dí theo đít xe mình vậy đó, lấy cây ba chắc chỉ vô gương mình nữa. Thì khúc đó thì mình cũng hơi hơi bối rối. Cái thằng Gôn nó mới kêu mình, kêu bạn chạy luôn đi, chạy luôn, chạy luôn. Thì mình cũng chạy luôn anh em, mình cũng đạp mình chạy luôn. Mới đạp sao vô tới cái ngõ cục á. À không, cái ngõ đó không phải ngõ cục mà là cái ngõ đó nó đi ra cái đường gì á anh em. Đó thì chạy ra đó thì đông xe quá, đâu có thể nào mà chạy được nữa anh em.
Thôi anh chịu chết thôi anh em ạ, tấp vô đường đó, xong rồi vô một cái chỗ nào, tấp vô một cái chỗ nào đó làm việc. Thì vô cái ổng anh công an dễ thương, anh mới dở ra một cuốn sổ đó, anh chỉ cho mình này, cái lỗi này đó, lỗi đâu ra mình còn bị dính cái lỗi mà vượt đèn đỏ nữa anh em, mà mình không hiểu luôn đó. Ổng chỉ vô cái lỗi đó nữa, xong rồi ổng chỉ cái lỗi chạy đường cấm, xong rồi ổng dứt thêm cái lỗi bỏ chạy đó. Cái lỗi mà bỏ chạy nè anh em nó mới nặng. Cái ảnh ngồi ảnh tính sao ra đâu 20 mấy triệu tiền phạt anh em ạ. Rồi còn bị giam bằng đâu mấy tháng á đó. Thì mình mới lúc đó là kiểu như mình nóng mặt luôn anh em ơi, mình nói thiệt với anh em này, lúc đó sợ run cầm cập không biết làm gì hơn. Thì lúc đó kiểu như mặt tội tội rồi khóc, lúc đó mình ráng mình khóc anh em, cho ra nước mắt nhưng mà không ra. Thì mình mới năn nỉ, mình xin ảnh đồ các kiểu nhưng mà anh không chịu. Thì ý là ổng không chịu thì thôi, chứ thật ra là lúc đó mà có tiền mặt là nhét cho ổng là ổng lấy rồi. Lúc đó mình dở quá, do là lần đầu tiên bị phạt kiểu đó cho nên là mình còn hơi bỡ ngỡ anh em ạ. Chứ lúc đó mà trong túi có sẵn tiền mặt 500 triệu đưa cho ổng là đi ngon lành, mà lúc đó trong túi không có tiền đó. Thì đứng hồi nhây nhây hồi cái ổng mới nói vậy nè, anh công an dễ thương anh mới nói vậy nè, bây giờ mày đưa tao 10 triệu đi rồi mày đi đâu mày đi đó. 10 triệu nha anh em, đòi 10 triệu. Mà trong đó mình đâu, mà trong lúc đó mình không có tiền mặt, thằng Trường với thằng Gôn cũng không có tiền mặt luôn. Thì mình hai mấy tụi mình mới gọi cho anh tâm lý, anh em không biết anh em còn nhớ anh tâm lý không đó. Thì mới gọi cho anh tâm lý chạy ra kêu là anh tâm lý thì cũng đâu có số tiền mặt lớn nhiều như vậy anh em, 10 triệu mà đâu phải nhỏ. Thì mình mới kêu anh tâm lý chạy ra rồi đi rút giùm em 10 triệu. Đó thì tầm 5 phút sau anh tâm lý chạy ra cái nhờ anh đưa cái thẻ cho anh đi rút. Đâu, bắn chuyển khoản qua cho anh xong rồi anh đi rút giùm. Cái mình còn kêu là anh đi rút 10 triệu xong rồi về anh giấu 3 triệu đi, anh đưa cho em 7 triệu thôi. Đó, cũng làm y chang vậy, cái rồi đưa cho ổng anh em. Lúc mà cầm tiền ra đưa cho ổng, ổng không chịu nghe, 7 triệu mà vẫn chưa chịu á. Anh còn đòi thì đưa còn 500 đó không? Đó, mà trong túi mình hết tiền thiệt. Thì mình mới mượn, mình mới giả bộ giờ để em vô em hỏi bạn em coi có 500 lẻ đâu. Thì mình mới vô mình kêu anh tâm lý đưa thêm 500 anh em. À, tổng cộng mình bị đi dứt hết 7 triệu rưỡi. Giờ chuyến Sài Gòn đi 7 triệu rưỡi. Gồn đúng báo luôn anh em ơi, thề. Mở Google Maps á, thì không chịu mở, đi lại đi mở cái bản đồ lên để mà chạy. Bản đồ thì đâu nó đâu có chỉ cho mình là đường nào cấm ô tô đồ các kiểu đâu anh em. Mà cái đường đó là hình như là cái đường cấm ô tô luôn hay sao anh em ơi. Má đúng xui luôn. Anh công an rất là dễ thương nha, tướng bố như Doraemon vậy á. Mình vẫn nhớ mặt anh công an đó. Đúng nỗi ám ảnh luôn anh em ơi. Thà đút tiền đi chứ để mà ký sổ phạt rồi các kiểu rồi giam bằng này nọ rồi các kiểu anh em mệt lắm thiệt. Nếu như lúc đó có tiền thì đưa luôn cho rồi. Lúc đó trong túi mình không có tiền anh em ạ, không có tiền mặt trong túi. Chứ nếu mà có 500 1 triệu là đưa cho ổng, ổng cho mình đi rồi. Thôi, đó, câu chuyện đó, nó là như thế đấy mà. Còn mấy lần sau mình xuống Sài Gòn mình rút kinh nghiệm rồi. Thôi chắc hẹn anh em sáng mai. Sáng mai mình gặp lại đi, chứ bây giờ trên đường đi cũng tối, cũng chả có gì quay cho anh em. Với lại mình cũng muốn tập trung mình lái xe. Hẹn anh em sáng mai nha. Hello anh em nha, tình hình là bây giờ là 7 giờ. Đây, nhân vật chính này anh em ơi, lâu quá nha. Lâu quá không gặp, hơn 2 tháng rồi nhỉ. Là xuống đây được bao lâu rồi ta? Đi từ hồi đầu tháng 9. Hả? Đi từ hồi đầu tháng 9, hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng rồi mới gặp lại cụ Lâm này em ơi, vẫn béo tốt như ngày nào. Không bị ốm. Ăn thấy xuống đây ăn ít mà thấy chả ốm đi miếng nào hết. Xuống đây ăn ít đó hả? Đúng rồi, ngày em ăn có 2 bữa thôi. Trong thằng Lâm nó mới cũng mới ngủ dậy luôn anh em ạ. Đáng ra là giờ này chưa dậy đâu đúng không? Đúng rồi. Mà mình xuống tới cái mình gọi anh Lâm dậy luôn rồi anh em ơi. Chắc là bây giờ anh em mình sẽ đi ăn sáng, kiếm gì ăn ha. Ăn gì đi Hồng? Đi ăn chạy qua quận nhất đi. Giờ qua quận 1 hả? Ừ. Ok, để bây giờ tụi mình sẽ qua quận 1 kiếm gì ăn để nha anh em ơi. Ăn quăng nãy giờ mới kiếm được cái chỗ mà để đậu xe anh em ạ. Kiếm chỗ ăn thôi cũng mệt nữa. Đói mà nó mắc luôn. Lâm cũng đói lắm rồi. Ăn gì Lâm? Giờ chắc ăn gì cũng được chứ đói quá. Thật sự là cái chân mình nó muốn rớt ra ngoài luôn rồi anh em ơi.
đi, với lại đi lúc tầm 7 giờ mấy sáng á, rất kẹt xe luôn, người ta đi làm, người dân đi làm á. Bây giờ chắc kiếm phở ăn đại đi ha. Xong rồi anh em mình uống cà phê một tí. Thì cô Lâm tầm trưa là đi học, 11 giờ đi học hả? 11 giờ Lâm mới đi học rồi anh em. Đây, hiện tại thì tắt đại vô quán phở nhưng mà có cả bún cho nên là mình kêu một tô bún anh em ơi. Đói quá. Thiệt sự là ngồi sáng giờ anh em chạy xe, hai chân mình nó muốn rụng rời luôn. Mệt mệt lắm. Cho gia đình vào. À. Cái lịch trình á là tính là tối nay dắt cu Lâm đồ đi ăn uống đi chơi đồ này nọ. Nhưng mà tối anh Lâm nó bận rồi anh em. Tối sinh nhật bạn mất. Tối nó đi dự sinh nhật bạn nó rồi. Anh nó từ Đà Lạt chạy xuống mà tối nay nó bỏ bê anh nó đi dự sinh nhật bạn gái nó. Bạn gái đâu. Nhưng mà là con gái đúng không? Thôi tối nay chắc mình với anh Hùng về khách sạn ngủ thôi chứ biết làm gì giờ anh em. Thằng này xuống thăm nó mà tối nay nó bỏ rơi mình. Đâu biết đâu, tưởng xuống từ hôm qua. Thôi nói chứ để dần Lâm nó đi chơi với bạn đó anh em. Mà sáng chắc là sáng mai mình cũng về rồi. Chắc gặp được cô Lâm cỡ bây giờ với lại tối qua ăn khuya không? Dạ yeah. Tối qua ăn khuya chứ. Á qua, á trước khi đi sinh nhật á qua ăn tối chứ. Cũng đỡ. Ừ. Ồ, Hùng ăn gì vậy? Ăn bún mọc. Cái gì? Bún mọc. Đi với nó thì qua giờ mới được ăn đó mọi người. Đâu phải lỗi tại tao đâu. Lỗi tại Sài Gòn. Ừ, lỗi tại đường Sài Gòn. Lỗi tại đường Sài Gòn, không có chỗ đậu xe. Ừ. Đi kiếm bãi đậu xe, mòn con mắt đi tiếng đồng hồ hơn mới kiếm được ra chỗ đậu xe. Trời ơi. Quá cực. Nói rung tay rung chân. Quá. Tập này sẽ tới đây thôi nha anh em. Còn tập 2 thì chắc là siêu tối trước khi Lâm nó đi chơi sinh nhật bạn nó thì nó sẽ qua bên mình. Mình sẽ tối nay mình sẽ mua cái bánh bánh gì ta quên, bánh taco hả? Bánh taco. Bánh taco về review, tại bánh nó mấy bữa nay đang hot trên TikTok. À, cái bánh gì mắc mắc đúng không? Ừ đúng rồi, cái bánh đó đó. À, mời mọi người nha. Tối nay ba cái ba thằng vô múc bàn. Tối nay có chuyện gì tâm sự cho anh em nghe nha. Mời mọi người nha, ăn sáng thôi anh em. Chắc là ăn sáng xong rồi cho Lâm nó, anh em mình đi uống cà phê một tí xong rồi cho Lâm nó về đi học. Tối nay chắc mua cái bánh nó về khách sạn review múc bàn chứ. Ra ngoài đông người nó ồn ào anh em. Là khó nói chuyện, khó tâm sự với anh em đó. Thôi. Cái chuyên mục của mình vẫn là múc bàn, cho nên là mình sẽ mua về phòng khách sạn mình múc bàn. Tối nay sẽ có vài câu chuyện của Lâm tâm sự cho anh em nghe chưa? Ngon không? Trời má, quay lại nó vớt hết gần hết tô kìa. Tao biết lắm. Ít lắm, hồi nãy nói nhiều mà ít gì? Ít mà. Ăn tự mà. Lâu rồi mới được ăn ngon vậy. Gì thảm vậy? Đi học toàn ăn cơm. Thì đi học lấy tiền để dành nuôi gái rồi lấy gì ăn ngon? Gái. Anh thì tháng nào cũng gửi tiền cho. Ủa, bình thường là tự nấu cơm không mà đúng không? Còn nấu buổi tối không à? Đi học ăn cơm trong trường hả? Buổi trưa thì buổi trưa ăn cơm tiệm xong mới đi học. Em toàn học buổi trưa với chiều. Tính qua phòng bằng Lâm chơi, nhưng mà bên phòng nó có bạn đồ. Nó ở mấy đứa bên đó lận anh em. Thôi khỏi qua, nó cũng vậy à. Lâu lắm rồi mới ăn tô bún bò Sài Gòn. Ừ.
Lâm dưới này có người chưa? Chưa. Mình nuôi mình chưa xong nữa. Thôi để tốt rồi tâm sự. Học đi. Giờ mới xuống mà người yêu cái gì? Cứ học trước đã. Mà bữa giờ có để ý em nào dưới này không? Không. Không hả? Lớp gái chén trẻ muốn để ý được. À trong lớp gái xấu hả? Đúng rồi, nó học giao thông tại là vì có gái. Không, trường đó gái nhiều lắm nhưng mà lớp em xấu quá hả? Kết thúc tập 1 ở đây. Anh em chờ tập 2 nha. Bye bye.